ta vào cái chuyến live stream trực tuyến đúng không? Chúng ta có cái mua ở 04 và comment 0609. Lúc này đây thì M30 nó đã có được những cái xác nhận ở cái nền ở trên Bollinger Band. DG thì nó đã tiệm cận vào các cái vùng giữa rồi. Giá bắt đầu nó mảnh khảnh à, Bollinger Band sau một thời nó mảnh khảnh ra thì chúng ta sẽ tận tận tay mua là có thể an tâm rồi. Đấy là cái chu kỳ chúng ta có thể xem. Đây là cái tư duy việc nó về 03, 01 hay là 99 là hoàn toàn có. Tuy nhiên lúc này đây điểm của chúng ta ở tình huống ở 30 hoàn toàn có thể đảm ra bản giải pháp và 0609. M1 thì trung tính điểm mạnh các cây nến nhỏ đi tin sai quay nhẹ năm cho chúng ta trên vị trí được tin đám mây M15 đúng đám mây mạnh đã đủ màu vào 30 điểm xoay tại được giữa vô như bên H1 thì đám mây rất dài tiệm cận rồi. Hôm qua ai xem 4 tiếng sao? 4 tiếng live tôi up đấy. Anh em có thấy tiếp không? Có cái câu chuyện để trò chuyện đấy. Ai xem thì ấn số 1 đi. Ấn số 1 đi. Ai xem không ạ? Ai xem ấn số 1. Thì qua đó thì cũng đã thử thách test cái bài coaching một tí. Đúng không? Sau khi chúng ta xem thì chúng ta cũng có test cái bài coaching. ADX 19 yếu ớt ba thì bốn mua vào không ba thì bốn không một mua vào các trạng thái là không ba không sáu không chín à, cái điểm tám comment số 8 qua sư huynh có xem à sư huynh hôm qua trực trực đêm à đấy hôm qua làm việc nó cũng cần văn lực đấy, đúng không hôm qua Hương có xem không Hương hôm qua là giận bà Tú Quyên đấy là bà ấy bảo là thầy cứ yên tâm thầy ngồi đây. À, lúc sau bắt đầu là gọi thằng bà không thấy đâu cả bà ngủ mất ra đấy bà khuyên bà ngủ bà chơi tôi phát đấy ai ở Sài Gòn là xong ngày mai là có mặt ở đó sau khi họp hành xong rồi tôi phải nhập cà phê mọi nước hai bây giờ cái Udemy đang khuyến mại đấy chỉ khó vào vào Udemy học xong bắt đầu họ đánh giá 5 sao rồi đấy thứ hai nữa là đánh giá 5 sao cũng như là xem đi những cái nào phần nào đang khuyến mại free đấy xem đi mà ngộ đấy tự mình có thể quất được nhá tự mình quất được đang hoàn thiện là cái Udemy đấy. Nào anh em comment Udemy thôi. Xin chào, xin chào. Úi giời, mua hay bán? Phải nào? Qua ông Putin hôm qua có mất ngủ không? Người ta like 4-5 tiếng thì thu về 100 tỏi, còn mình là 4-5 tiếng thì ngủ. Đã rượi, sủ sượi. Bạn thắng, chúng ta phải đánh, chúng ta phải mua đây.
anh em mua thật lần 03 01 ta chờ 06 09 là comment 06 09 điểm tổng của giá chúng ta đang hy vọng là 06 09 cho tôi cái sứ mệnh là gì comment ước mong thì đấy mỗi giận là không giận ông Putin mà giận ông em Tú Quyến thì em mới bảo là ông già yên tâm có em xung phong ủng hộ cùng ông cứ thức đi đã sau có đầu 2 giờ tôi gọi lại em mới đâu em mới ngủ mất mất dạng luôn thế thì... với cái mong muốn nước mong đã thành thành những chuyến tàu tốt thì hôm qua chúng ta đã nói chuyện với nhau rất nhiều cái phong cảnh cốt truyền nó làm cho một số tổng công tác cảm thấy yên tâm hơn và cái video 4 tiếng đồng hồ đấy là những cái dòng mà chúng ta đôi khi gồng lâu chúng ta cũng nói đó. Cho nên có những lúc chúng ta cũng không nói nó bảo thấp nói nó bảo thấp đúng không? Đôi khi sự khoe khoang cái sự cản trở gọi là cách của cách về cơ bản đấy thì coaching nó là mang đến cho bài tập đem đến cái sự an nhiên của cuộc nay thì có rất nhiều người hôm qua bán là đã ở cái chu kỳ 10 giá chịu được là đã thị trường thành hơn rồi sáng nay là mới như em nói chào anh em nhé anh em comment cho tôi số 3 đi để về khung 4:30 xem điểm đổ giá của H1 chúng ta thấy là đi vào vùng giữa của Ichi ở 30 bây giờ các cây nến nhỏ li ti đang xếp liền nhau gọi là dạng nến nhỏ các xung lực nó yếu ớt để xoay quanh loay hoay đi tìm xu hướng các xung lực bán của thế giới của các cái đội đánh FLTP nó vẫn có nó được bán các lệnh bán ấy. Chúng ta đang kỳ vọng là 03, 06, 09 vùng bộ đừng chia sẻ cái Udemy cho mọi người nhé comment ý kiến của mọi người lúc nào vào học bây giờ nó đang khuyến mại nhiều cái tình vẫn được tài trợ bởi LNT hôm nay nó hoàn thiện cái con VN đấy anh em nhìn trong nhóm là nó hoàn thiện hơn ai giúp xem trạng thái bán còn rất nhiều khi mà lực bán quá mạnh là 3 2 3 8 7 về thế thì các lực bán còn 2 phút nữa đấy chính là một chương trình chúng ta sẽ có thể làm thêm các cái linh hoạt kiểm điểm nào comment số 1 đi số 1 đi số 1 đi ạ à. Về 01 là chúng ta sẽ mua các trạng thái M30 xoay vòng của các cái nến khiến cho giá nó có thể đảo chiều và các trạng thái Bollinger Band hẹp các cái nến vào ET vào số 1 M30 02 12 comment vẫn là 03 bây giờ điều chỉnh về cả 03 03
03 036 03 036. Và Alina có theo dõi cái live 4 tiếng không? Lần đầu tiên nhỉ? Đấy. Thấy họ live 4 5 tiếng là họ thư viện đã chăm sóc đấy. Mình thôi thì có thu về một cơ hội để chút chuyện ở xã sửa. Sáng nay là 6 tháng 1. 156 cũng phải kiểm soát margin là vấn đề những cái tốt, margin tốt điểm điều chỉnh của M30 là có cân axi đỏ được bán yếu các cái nến nhỏ và mô lên bóp đặt. Bên là 03, có men 03, 06, 09, có men 03, 06, 09. Đã có 03, 06, 09 comment đi. Ta đã thấy được là cái tỷ lệ công trình đấy là các bạn sẽ biết được là vươn tới những cái tư duy mới có những khác biệt. Sau đó hôm nay vào sớm xong bắt đầu nghỉ sớm tối làm tiếp nhá. Nhỏ 03, 06, 09. Xung lực tốt của M30 cũng như là các cây nến đảo chiều đó, cây nến đỏ đi tim xác nhận xu hướng sau điểm đó 4:30 cũng đẹp tí nữa nay các cây nến cho nhập sáng nay thì chúng ta có những short rất là tốt hôm qua sau 4 tiếng live là chúng ta đã nhìn thấy. À, cái này em thấy cái chờ điểm vào em thấy nó có khác không? Nó khác với các cái phương pháp khác chờ điểm vào ấy. Em có thấy không? Bây giờ cái 13369 và 369 thì đầu tiên em phải search xem 369 nó là cái gì. Đó là bố của Fibonacci. Đó là một con số vũ trụ. Người ta thì đi tìm điểm vào phương pháp kẻo vẽ, ta thì đi tìm được vào một quan điểm vùng đó và không chuẩn chặn, nó khác biệt đúng không? Người ta thì tìm vào không thông qua vẽ, thông qua ba chiếc hộp xếp tròn, thông qua các tư duy của kẻ vẽ, breakout, bất cả hỗ trợ, support, assistant đúng không? Rất rất nhiều nhưng mà về cơ bản đấy chúng ta sẽ phải vượt qua các tầm các hộp đan vát của tất cả các. Đấy, thì nó tạo ra một cái cấu trình đó nó trên tầm như thế chúng ta mới có thể tồn tại lâu dài. Đám mây dày bắt đầu vẫn tiệm cận phải tìm về thậm chí nó có thể lên 2, 3, 2, 4 người. Thế cho nên khi mà chúng ta nhập môn trading này chúng ta được ngồi sọ từ ban đầu để mà thay đổi đấy thì nó khác.
đôi khi có người dùng phân tích kỹ thuật để phụ thuộc vào cái sự thông báo, nhưng đôi khi chúng ta lại sử dụng phân tích kỹ thuật để làm giả thông báo. Thế thì cái hướng cốt trên trong Udemy rồi tập trung nhiều các trạng thái các bạn nhập cảnh. Sự tan vào phim Mỹ với lại phim Âu chiều và không được nó rơi vào 4 giờ 5 giờ đó là 7 giờ 8 giờ cái hành cảnh khác. Các bốc cho chúng ta điểm vào, các bốc cho chúng ta điểm giá, nó đều được luận cảnh, nó có người có trạng thái cảnh khác nhau. Từ đó ta mới đầu huấn luyện não bộ của chúng ta nó đồng bộ với cái việc mắt nhìn, tay làm, học suy nghĩ, tất cả các cái sự đồng bộ. Ba cái số cũng chỉ ok, cảm ơn em. Thì 303 hay 306. NLP thiết lập ngôn ngữ lập trình NLP.
Can bốc mở năm rồi sai bốc mở rồi sai bốc mở rồi ta có mất tốt chứ bốn chút nữa chuyển sang thứ bảy năm chưa rồi có men 0609 rồi có men 0609 có men 0609 phở hôm nay chúng ta lại tiếp tục nhé, sau khi tôi sẽ like xong ấy thì tôi sẽ hẹn các bạn tối nay. Đêm thì tôi mới bay, đêm tôi mới bay thì tối nay vẫn live stream bình thường. Cái cấu trúc của cái cốt truyện là như vậy. Cấu trúc của chúng ta vào cái 06 09 cái cấu trúc của này thì mình vào cốt truyện nhóm anh em vào nhé. Chương trình hiện tại chúng ta có thể đặt tên Udemy với phần comment 06 09 06. Xong rồi. Còn đỉnh cao nữa là chúng ta nhồi vào 06 nữa để nó về 09 là đóng toàn bộ. Đấy là đỉnh cao. Tuy nhiên, ấy, là cái buổi chiều ấy, chúng ta chỉ cần phải sau đó là hẹn tối nay nhé, hẹn là tối nay nhé, tối nay vẫn vào. Ok, thank you mọi người, tối nay nhá, tối nay nhá, đó, không sáu không chín nữa. Quên hẹn làm về vào chương trình coaching hẹn.